bán nhà mặt phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Và chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Ria Hà Nội. Tòa nhà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay nằm tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, với diện tích là 100m², mặt tiền 6m và được xây dựng 8 tầng nổi và 1 tầng hầm. Rất là phù hợp với anh chị nào có nhu cầu vừa ở vừa làm tòa nhà công ty, đặc biệt là mục đích giữ tiền thì cực kỳ là tuyệt vời. Nếu anh chị đang có nhu cầu như vậy thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để đi xem tòa nhà tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa hoàn toàn miễn phí. Và bây giờ em sẽ mời anh chị đi xem trước qua video này anh chị nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là tòa nhà văn phòng nằm trên mặt phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Tòa nhà văn phòng của chúng ta thì có diện tích là 100m² với vị trí lô góc hai mặt thoáng anh chị nhé. Mặt tiền 6m và có hướng rất là đẹp, hướng đông nam. Được xây dựng 8 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đấy, hai mặt thoáng này. Cực kỳ hiếm có những căn nhà mặt phố mà lại được hai mặt thoáng nữa. Và căn nhà của chúng ta thì mặt trước thiết kế toàn bộ là kính hết. Phù hợp với một tòa nhà văn phòng hiện đại. Còn đây là đường trước nhà của chúng ta anh chị nhé. Đấy, hai làn luôn. Đây là mặt phố Tôn Đức Thắng. Đấy, và đây là hướng chính nhà của chúng ta. Đấy, mặt phố hai bên. Đấy, và đây là mặt chính giữa của chúng ta anh chị này. Cực kỳ tuyệt vời, căn nhà mặt phố rất là đẹp luôn, cực kỳ hợp lý. Đấy, ra đây thì em sẽ zoom rộng lên một chút để anh chị dễ hình dung hơn nhé. Đấy, với thiết kế tầng 1 là tầng hầm, dưới tầng hầm tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7 là mỗi tầng một phòng rộng. Tầng 8 sẽ là hai phòng ngủ và khu vực tầng 9. Tầng 9 sẽ là khu vực một phòng thờ, rồi khu vực sân phơi, tiểu cảnh. Đây là khu vực tầng hầm của chúng ta. Ở đây thì một tòa nhà văn phòng thì sẽ bắt buộc trang bị thang máy là đương nhiên rồi, và một điều bắt buộc phải có đó là phòng cháy chữa cháy. Đấy, ở đây thì đã được trang bị đầy đủ hết rồi. Tất cả sẽ đều phải có hết. Đấy, đây tầng hầm chúng ta lên. Và đây sảnh phía trên của chúng ta này anh chị này. Một tòa nhà văn phòng. Đây là tầng đầu tiên. Dưới là tầng hầm. Và cũng được tính vào vị trí là tầng thứ hai của chúng ta. Đây là những thứ gì tinh túy nhất của một căn nhà lô góc hai mặt thoáng. Cửa phía hông bên cũng mở rất là rộng luôn. Rồi chúng ta sẽ lên tầng 3. À, đây hệ thống phòng cháy chữa cháy ở ngay phía sau của chúng ta này anh chị nhé. Đấy, trang bị đầy đủ. Đặc biệt là bây giờ bên phòng cháy chữa cháy thì đặc biệt là làm rất chặt vấn đề này. Đây là khu vực tầng 3, một phòng vệ sinh. Tầng 2, tầng 3 của chúng ta thì thiết kế hơi thụt vào để lấy cái sảnh phía trước. Dù rằng là chúng ta có thể làm hết được ra, tuy nhiên thì làm như này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Từ các tầng trên của chúng ta sẽ đua ra hết, sẽ xây ra hết. Còn ở đây thì vẫn là đua ra, nhưng mà chúng ta sẽ để như vậy, nó sẽ thoáng hơn và trường nhà hơn rất là nhiều. Chúng ta lên vị trí tầng 4 luôn. Mức giá của tòa nhà văn phòng này em xin phép để ở phần mô tả của video, và dưới phần bình luận em cũng sẽ có anh chị nhé. Quý anh chị vào phần đó xem giúp em Phương. Và đây là tầng 4 của chúng ta. Quá tuyệt vời. Một căn nhà mặt phố, một tòa nhà mặt phố. Thực sự là nhìn mê ly luôn anh chị ạ.
với một sàn rộng như thế này. Và anh chị thử đoán xem với căn nhà này thì mức giá của nó sẽ là bao nhiêu? Một căn nhà nằm tại phố mặt phố Tôn Đức Thắng anh chị nhé. Bình thường thì em Phương vẫn để phần giá ở trên màn hình luôn cho anh chị và nói phần giá luôn. Tuy nhiên căn nhà này thì em xin phép nhường lại cho quý anh chị định giá dùm em Phương nhé. Xem căn xem tòa nhà như thế này có giá hiện tại giờ khoảng bao nhiêu. Và như em Phương cũng nói trước là em vẫn để giá ở phần mô tả của video cho anh chị rồi. Đấy. Nhà nào thì cũng sẽ có mức giá cả, chứ không phải nhà nào không có. Rất là tuyệt vời luôn. Nhà lại hướng Đông Nam nữa. Ngoài tòa nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội em còn rất là nhiều tòa nhà khác anh chị nhé. Quý anh chị muốn mua một căn nhà mặt phố, một tòa nhà văn phòng hay những căn nhà như thế nào thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé. Em sẽ gửi video các căn nhà cũng như hỗ trợ anh chị một cách tối đa. Nói chung nhà vệ sinh thì chúng ta cũng chỉ cần đến thế này thôi. Wow. Chúng ta sẽ lướt qua tầng này một lần nữa. Thực ra đến khu vực tầng này là cực kỳ thoáng sáng rồi. Tuyệt vời luôn. Wow. Khu góc này làm là làm cong luôn anh chị nhé. Đây kính cong luôn này. Đấy. Kính cong luôn. Em đi quay cũng rất là nhiều các căn nhà mặt phố rồi. Tuy nhiên đây là một trong những căn nhà mặt phố mà em cảm thấy ưng ý nhất. Còn anh chị thì sao? Anh chị thấy form mẫu thiết kế của căn nhà mặt phố này thế nào? Một căn nhà tại vị trí lô góc luôn. Quá tuyệt vời. Chúng ta đang ở tầng 6. Lên tầng 7 luôn. Ở đây thì thang máy sẽ có 9 tầng. Thì tầng 1 sẽ là khu vực tầng hầm anh chị nhé. Đấy, thang máy 12 người. 800 kg. Đấy, lên đến tận tầng 9 luôn. Và còn tầng 10 gọi là tầng cái tum ở phía trên nữa. Đấy, còn rất là nhiều thứ. Tầng này thì cũng tương tự tầng dưới thôi. Đấy, em sẽ quay qua và chúng ta sẽ lên tầng trên nhé. Khu vực tầng 8 thì sẽ thiết kế 2 phòng ngủ. Tầng 9 của chúng ta có thể thiết kế sau này sẽ là phòng khách. Lát nữa lên phía trên thì em sẽ quay cho anh chị. Thì cái này thì sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình. Có ở đây hay không? Hay chỉ làm văn phòng, làm khu vực kinh doanh hay không thôi. Đây là một phòng ngủ này. Đây là phòng ngủ phía ngoài. Hai phòng ngủ này thì cũng hết sức là đơn giản như các phòng như các phòng khác thôi. Đấy. Wow. Phòng ngủ đây thì gọi là có ban công siêu rộng luôn. Ban công siêu rộng luôn ở đây. Quá tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ lên tiếp tục tầng trên. Xem là tầng trên của chúng ta sẽ bố trí như thế nào cho nó hợp lý nhé. Đây là tầng 8 rồi. Tiếp theo là tầng 9. Phía trên kia gọi là tum tầng 10. Nhưng mà nó chỉ là cái tum khu chân đấy thôi. Mai kia anh chị về thì có thể làm sân phơi hay là một nướng ở trên đó thì tùy anh chị. Đây là khu vực tầng 9 của chúng ta. Hiện nay thì sẽ ghép phía khung nhôm này vào nữa. Thì nó sẽ hoàn thiện cả khu này.
chúng ta ở đây thì sẽ đã được chờ sẵn khu vực của bếp rồi. Đấy, bếp phòng khách của chúng ta sẽ được thiết kế ở đây. Đấy, sắp tới sẽ ốp khung xung quanh hết cho anh chị. Đấy, ở đây thì đương nhiên là chúng ta sẽ view được toàn cảnh rồi. Đấy, khu vực Hồ Gươm ở trên này, phố cổ ở đây. Đấy, di chuyển cực kỳ tuyệt vời. Nhà chúng ta gần như là cao nhất ở đây rồi, 9 tầng 10 tầng, nhà mặt phố. Đây, ngang bằng với một tòa ở phía trước này. Đấy, ngang bằng với tòa bên cạnh, tòa đối diện. Nếu chị đang tìm mua một tòa nhà văn phòng hay một căn nhà mặt phố thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé, để đi xem căn nhà mặt phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.